cả nhà. Xin chào. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nhìn thấy cái quang cảnh xung quanh không ạ? Trinh và Stefan đang có mặt ở gọi là sở thú, vườn thú ở Đức đây cả nhà. Thì ở đây thì sẽ nói chung là sẽ chỉ có những cái loại động vật mà có ở nước Đức thôi, động vật ở Đức thôi. Có thể là ở Đức mà ở những nơi khác không có, mà cũng có thể là có những cái loại động vật mà ở nơi khác có nhưng ở Đức không có. Thì ở đây hôm nay là lần đầu tiên mà Trinh tham gia cái Trinh đi thăm cái vườn thú này, thì để Trinh xem là ở Đức thì có những loại động vật nào nhé cả nhà nhé. Thì xin mời mọi người cùng theo chân gia đình Trinh nha. Đây thì đây là cái quang cảnh Trinh mới từ cổng đi vào ấy. Đấy, cũng chưa biết như nào. Đó, pass. What is the plan? Đây là vé vào cổng của hai người đấy cả nhà. Thì là 22 đồng thì tương đương với khoảng xin không biết cỡ khoảng 600 nghìn. Khoảng 600 nghìn một người. Ở đâu 600 nghìn hai người, là khoảng 300 nghìn một người. Đây là có bản đồ đấy cả nhà. Là cái vườn thú này tên là Vinpark Ekholm nhá. Ekholm. Đó, bây giờ thấy xin. À, nó bay rồi bây giờ. Und? Ja. Trinh Stefan đang đi vào đấy cả nhà. Hôm nay nắng thì rất là đẹp luôn. Và ở đây thì sau rất là nhiều ngày mà không có được đi ra khỏi nhà thì rất là ở trong nhà cũng rất là buồn. Cho nên là thôi đi sở thú thì để ngắm nhìn thiên nhiên, cảnh vật thì nó cũng vui cả nhà. Đấy, đây là những cái góc nhìn khác nhau đi cả nhà. Đó. Đấy, mình sẽ chuyển cảnh cho cả nhà xem. Bây giờ thì Trinh Stefan sẽ đi dạo một lúc, và khi nào mà có vào những cái sự con thú nào ấy. Đấy, khi nào mà có những con thú nào thì Trinh sẽ quay cụ thể nhé. Đây, pass đi kia. Đây. Unsere Enzen bitter nicht pusten. Sie werden davon krank. Also, ja, die Tiere werden krank, nicht du. Ja, natürlich, aber darf nicht pusten. Tức là pusten. Đấy, chỗ này họ ghi là không được phép cho mình cho ăn này. But is that fat or not? Is it? Kleine Esel. Chúng ta đang tham quan gọi là fast bear, tức là một trong loại gấu cả nhà, nhưng mà Trinh không biết rằng là gọi là loại gấu gì, Trinh không biết nữa. Để Trinh zoom lên để cho cả nhà xem kỹ hơn là con gấu gì nhé. Ta. Đây là những con gấu đây cả nhà. Cái này gọi là gấu Việt Nam. Tên Việt Nam là gấu gì Trinh không biết. Cả nhà mà biết thì có thể comment ở bên dưới xem tên Việt Nam của loại gấu này là gì nhá. Nó trốn ở dưới phía này rồi cả nhà. Hey, hello. Hello. Nó. Auch nicht bitte nicht pusten. Tut mir sehr leid, keine Geschenk. Ở đây thì Trinh thấy ở những cái sở thú khác ấy thì có thể là họ sẽ bán đồ ăn cho động vật ăn ấy, nhưng mà riêng ở đây thì người ta sẽ không cho phép mình cho động vật ăn cả nhà. Đó. Vì ở đây thì những con thú này thì nó đã no rồi. Đấy. Nhìn nó rất là dễ thương cả nhà. Nhìn dễ thương lắm, nhìn cái mặt này.
Ờ, có tay nó kìa. Ờ, nó leo xuống này. Nghịch chưa? Ấy chà. Nó. Cô cướp. Nó đang leo xuống này cả nhà. Nó dâu duyết này. Ê. Đây là cái chỗ ở của chúng. Này. Nhìn dễ thương quá, nó tròn ung ủng à. Nó, cố hình. Còn con trên kia thì vẫn đang trèo leo ở bên trên này cả nhà. Đây hình như là con nai ấy cả nhỉ. Chính không biết nữa. Nai hay là hoãng gì đấy. Đó. Cứ hai tí. Thải là nó. Giang măn này. Smake. Này, có những em bé ấy, cho mấy con này ăn sô cô la cả nhà. Hả? Cầm. À, sô. Chúng ta sẽ đi phát hiện. Dạ, khi nào? Chúng ta ăn được rồi. Dạ. Dễ thương chưa? Mày là đây là con hươu đi cả nhà. Đây con hươu đực này này. Mà thấy có một sừng bị gãy rồi, chắc là do đánh nhau đây này cả nhà. Chính sẽ chuyển xem để cho cả nhà nhìn có thể là rõ hơn nhá. Đấy, gần với em này này. Đấy. Thấy mọi người đi là bắt đầu tỉnh ngủ đấy. Đấy. Con hươu đi cả nhà. Nãy giờ thì chính không biết tên nó là gì, nhưng bây giờ nhìn thấy cái sừng này là biết là con hươu rồi. Ôi, dễ thương không? Nó kind of cake. Na. Ồ. Oh. Răng rạp na. Cốc đi bao hô dư. Ngư đờ. Đang nằm thở đây cả nhà. Con hươu cả nhà ơi. Đây, đây là những con hươu cái đấy cả nhà. Đó. Cả một đàn luôn rồi cả nhà ơi. Ồ. Oh. Dễ thương lắm. Kannst du den da ran suchen da hinten? Keine Ahnung. Stefan bảo ở phía xa kia là cả một bầy hươu ở phía xa này cả nhà. Đó, nhưng mà nó chính sẽ cố quay ở bên xa nhưng không biết có được không. Hey. Cái bãi đất rất là rộng cả nhà. Đó, rộng lắm. Hì. Rất là rộng cả nhà. Canada, New Zealand à nhỉ? Đấy. Chỗ chúng chạy nhảy rất là rộng luôn cả nhà. Chúng không biết tên những cái loại chim như này là chim nào với cả nhà. Không biết tên là gì luôn. Đó.
một cái sân rất là đẹp luôn. Tại vì ở trong cái lòng này là lòng có lưới cả nhà. Đấy, bên trên là lưới này. Đó, bên trên là lưới này. Lưới trên là chim nó chỉ bay ở trong này thôi. Đó. Chị quay gần hơn một chút cho mọi người xem. Chỗ rất là thanh cảnh ha. Trinh vào xem thôi chứ Trinh không biết tên cả nhỉ. The hair's there. Yeah, I know. Đây đây là những cái mấy con chim, loại chim này, canflower, zambia, snapler, hoschenken, kibit. Đây mấy con chim này họ đang huấn luyện này cả nhà ơi. Ồ, nó bay này. Immer diese ungeduldigen Arbeitskollegen. Kann die hierher kommen? Der frisst jetzt gerade. Oha. Er ist jetzt fertig für heute. Der fliegt nicht mehr. Okay. Feiern? Er jetzt ja. So für. Oh Gott, die geben die Füße zum Okay. Ansonsten um zwei ist hier nochmal wieder Training. Okay. Aber mit einem richtigen Vogel. Das ist ein richtiger Vogel. Ja, ein kleiner Vogel, ne? Mit einem Spatz da. Ja, der schnappt sich einen Spatzen. Schönen Tag noch, danke. Wie heißt die? Keine Ahnung. Có những cái con giống như là con hươu á, nhưng mà nó to hơn con hươu nhiều á, nhưng không biết nó tên là con gì. À, phía đằng xa này cả nhà ơi, hôm nay đi trời nắng rất là đẹp luôn, mát mát đấy cả nhà. Đấy, mặc mấy cái áo như này là vừa. Ồ, nó đang lội nước này cả nhà, lội bì bõm luôn á. Bây giờ mình sẽ đi gần gần vào xem là chúng như thế nào nhé cả nhà nhé. Đây cận cảnh các em ở đây cả nhà ơi. Mọi người sẽ không nhìn thấy Trinh bởi vì cái này nó hơi Trinh phải để xa ra cái hàng đạo ở trên cái hàng rào ấy, cho nên là mặt Trinh chưa có đến nơi nữa. Nhìn thấy hai con mắt đó. Đi khom đi. Đau vịt. Đây là những con hươu ấy cả nhà, nghĩ vậy. Nó lại hươu to ta. Hay là những con linh dương. Không biết nữa. Ôi trời ơi, chọc kẹo nhau đấy. Đánh đá quá. Quắc quắc. Đây là những cái con ở đây này cả nhà. Đó. Ôi trời ơi.
Du hast denn viel Spaß. Warum? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Musst du... Nein. Doch. Nee, nee. Musst du ein bisschen nach unten, sonst ist es zu schwer. Nein, geht eh nicht. Die einen hast du nicht. Hallo, ich bin da. Ich war schon da. Ja, der dreht sich selber. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht an den Kopf. Nein, aber nur du kommst blieb mit die Sohle, mach keine Thumbnail. Hopp. Das ist so pingig, das tut weh. Wie immer. Mới bị đập vào đầu cả nhà, đau ơi là đau, trời đất ơi. Ồ, con suối hiền hòa đấy cả nhà ơi. Ở phía kia thì có người trên chưa có ra được. Đây là những cái con giống như con vạc, con cò hả? Chúng ở đằng xa thương nhau chứ, hãy ở đằng xa, đúng không? Đây kia là những cái con này. Tôi rung lên để cho mọi người xem nào. Đây. Kiểu xíu đầu đỏ hay là xíu chân đỏ hay gì đấy, mỏ đỏ ấy. Đấy, chúng sẽ đi ra cái phía này. Trời rất là đầu mùa xuân cả nhà, cho nên là hôm nay là một trong những ngày nắng đẹp nhất luôn đấy. Nắng và nắng vàng rực rỡ và gió heo may luôn. Dạ, gió hưu hưu đấy, mặc khoảng 3 lớp áo là vừa, áo mỏng ấy kìa, đi ra ngoài á, gió thì là vừa. À, xa kia là rừng bạt ngàn đấy kìa, rừng nguyên sinh. Rất là thư giãn vào ngày cuối tuần đấy cả nhà ha. Người Đức họ cho con ra đây rất là đông luôn để trẻ con ấy, để họ, để chúng đi tham quan vườn thú ấy vào ngày. Đây là con cú mèo đấy cả nhà, không biết cả nhà có nhìn thấy ở phía đằng xa ở cái góc đó, nó đang ngồi ở cái góc này. Đang ngồi ở cái góc ấy, cú mèo cả nhà. Hai con ngồi ở đấy, đang ngó ra đấy. Này một con ở đây này cả nhà, đấy, nhưng một con ở đây này, cái góc này này, là hai con. Bên trong, ê, một trong con nữa. Trong còn nữa ông bà. Có một con đang ngồi ở trên cái mái nhà nhìn đây này cả nhà. Đấy. Đấy, ngồi đây này cả nhà. Nhà nhìn thấy không? Nó trốn ở dưới đấy. Đấy có một con đây này, đấy.
Ở đây có đi bướm này nữa. Ở đây là không được chạm tay vào bởi vì có điện đấy cả nhà. Chắc là cái này thấy có cái biển này là không được forensic dịch để electro nề nữa. Cái con chim gì ấy, chân rất là dài luôn, nhìn cũng hiền lành mà, chắc cái mỏ nó nhọn ấy nên là người ta không có cho đến gần. Mong vào khán giả thế này. Xem mặt đẹp trai đẹp gái nào. Ê, alo. Đấy, cuối cùng nhìn thấy cái mặt. Ngồi làm điệu làm duyên nữa chứ trời. Rỉa lông, rỉa cánh. Ở đây là một con gọi là gì nhỉ? Con cú mèo mà lại màu trắng ấy cả nhà. Ôi giời ơi, white fiber. Gọi là con cú mèo tuyết ấy cả nhà. Màu trắng này, trời ơi, rất là hiếm này cả nhà. Rè rèn thần á. Hiếm ý. Vâng, ở lại nữa. Thì anh là gà hát vai sử dụng. Đây, là con cú mèo trắng đấy cả nhà. Quay cái mặt ra đây xem nào, xem đẹp trai đẹp gái như nào nào. Yeah, come. Come here here. Trời gọi muốn thẳng tiếng của nó ra, nó chỉ quay mặt ra. Ê, quay mặt ra này cả nhà. Xinh chưa? À, cú mèo trắng. Đi bộ mệt quá, hứt sáo nó không ra hơi luôn. Nó không thèm quay mặt. Đấy, mặt của nó này cả nhà. Hứt sáo để cho nó quay mặt ra để nhìn thấy con mặt của con cú mèo trắng ấy này cả nhà. Hi, Shinoka. Không biết tên là gì đây. Nó giống con nhìn cái con nó nằm ở đây này cả nhà. Nó nằm ở đây này. Đấy. Đấy, huyết sáo. Đi bộ mệt muốn chết mà còn phải huyết sáo để cho mày quay mặt ra đây này. Thì nó huyết sáo. Ờ đấy, nó đấy đấy cả nhà. Đấy, nó dậy rồi. Ồ, chứng tỏ mình hứa sáng mà nó hiểu đấy cả nhà. Đấy, một bà mẹ hai đứa con chạy đấy. Sao con đen thui lồi vậy trời. Ồ, lông lá nhiều quá. Bây giờ thì còn ấm áp chứ mấy hôm nữa là nóng lắm nha. Đấy. Mình hứa sáng đấy cả nhà. Nhờ mình hứa sáng mà ôn đang bú được cả nhà. Trời ơi, dễ thương chưa. Mà nó ngồi dậy đấy cả nhà, đáng nghỉ trưa nhở. Trời ơi, đáng nghỉ trưa mà bà huyết sáo làm tỉnh ngủ nhở. Đấy, trên tai của mỗi con này nó đều có một cái, nó đều đính một cái vàng vàng đấy, là đính cái chắc là chính nghĩ là chip hay là số gì đấy. Đấy, của vườn thú mà. Đang bú đấy cả nhà. Con kia thì có bú đấy. Thấy nó ra lại gần đây rồi. Nhìn cái mặt nó này.
Nó gọi cái nó ra đấy. Wow. Igrufen. Đó, Igrufen đi slap đó, ông đàn Ig. Ông đàn Ig com. Yeah, here, here, here. Come here, here. Go. Ha, Ig com. Lá đu. Ô ha, Ig com su mi à. Ig com su mi nè. Khám su mi à? Ô hà. Nè. Và cùng đi babies và pha bơ. Nè 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 nè. Nè, nick ăn phát sự. Ô, ăn mê sợ. Ha. Ha, dễ thương chưa? Dễ thương chưa? Hả? Ồ. Ông có còn nó mẹ babies. Dạ. Nó bú này. Chỗ này là chỗ rắn cả nhà, rắn đó. À, những con rắn này cả nhà. Ở Đức thì rất ít rắn, hầu như là không có rắn, và rắn rất là nhỏ và không có độc. Thế mấy người kia lên cái tự nhiên con rắn nó chạy mất rồi thì lao về. Ủa đó. À, con rắn ở phía đằng kia này cả nhà. À, nó đen đen này cả nhà ơi. Thế này nè, phía này này, đây là chỗ phía tay cho chinh chỉ ấy. Đây, chỗ bên này. Đấy, có hai con, màu đen đen ấy. Nó nhỏ nhỏ. Đây nó đây này cả nhà ơi, nó đen thui thủ lồi này. Đây rắn ở Đức thì nó cũng chỉ như thế này thôi cả nhà. Ôi trời ơi. Wow. Skin. Gott, oh Gott. Zwei Stück. Zwei, drei. Nee, drei Stück. Ba con. Làm lúc nhúc rồi đấy. Die spielen zusammen, Mama. Oh, ja. Du kleinen Spinnen hast du Angst, aber sowas so. Mấy con sếu ấy cả nhà, hay là mấy con cò thế, chị nghĩ mấy con cò ấy. À, ở đây này. À. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.